là mẫu CUV được sản xuất dành cho thị trường Trung Quốc. Sự xuất hiện của những chiếc Honda Avantier tại Việt Nam đã gây tò mò cho nhiều người khi nhìn thấy Avantier trên đường phố. Chiếc Honda Avantier thế hệ mới độc đáo xuất hiện tại Việt Nam này thuộc thế hệ Avantier thứ hai ra mắt hồi năm 2016 xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Bản thân dòng Honda Avantier này được sản xuất bởi liên doanh Honda Guangki ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Honda Avantia tại Việt Nam là mẫu xe cross-over cỡ lớn vì sở hữu chiều dài trục cơ sở lên đến 2820mm. Kích thước của Honda Avantia lớn hơn nhiều so với người anh em, CRV. Tại thị trường Trung Quốc, Honda Avantia là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Highlander và Ford Edge, mặc dù cả hai mẫu xe này đều có thêm một hàng ghế. Ở phiên bản cao cấp, nội thất xe sở hữu nhiều trang bị như màn hình cảm ứng cỡ lớn ở trung tâm, Điều hòa tự động 3 vùng độc lập, trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử, hộp số kiểu nút bấm, ghế bọc da có hỗ trợ thông gió sưởi, ghế lái chỉnh điện. Nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn CRV nên hàng ghế thứ hai của Honda Avancier khá rộng rãi và thoải mái. Điểm độc đáo của Honda Avancier nằm ở động cơ và hệ truyền động khá phong phú, hơn Honda CRV phân phối chính hãng tại Việt Nam. Cụ thể, tại thị trường Trung Quốc, Honda Avantier có các lựa chọn động cơ như xăng 4 kỳ lanh dung tích 2 lít tăng áp cho phiên bản Sport Turbo, mang công suất 272 mã lực, xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Trong khi đó, Honda Avantier ở phiên bản thấp hơn sử dụng động cơ xăng 4 kỳ lanh, dung tích 1.5 lít tăng áp mạnh 193 mã lực, xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Tùy vào phiên bản Honda Avantier sẽ sử dụng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Chiếc Honda Avancier màu trắng này thuộc phiên bản 240 Turbo, sử dụng động cơ 1 5 lít tăng áp và đây là phiên bản tiêu chuẩn của Avancier tại Trung Quốc. Theo tìm hiểu, đây là xe của đại sứ quán nhập về nước. Trước đó đã có vài chiếc Honda Avancier tại Việt Nam đeo biển kiểm soát của Lào. Vì Honda Avancier là mẫu xe được sản xuất liên doanh dành riêng cho thị trường Trung Quốc, chính vì thế dòng xe này khó có khả năng được Honda phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam hay một số thị trường khác ở Đông Nam Á mức giá xe honda avan kia mới này tại việt nam hiện vẫn là một ẩn số x, 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 x.